Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Ngày hôm qua đó, Nguyễn Phương Hằng hẹn với cô bác là lúc 5 giờ chiều Phương Hằng sẽ tới, nhưng mà khi Phương Hằng tới là 5 giờ rưỡi tôi có coi trực tiếp. Tại vì Phương Hằng nói là quốc là không chợt, nhưng mà khi Phương Hằng đưa lên á, em nói là em không có quốc thầy Thích Minh Tuệ. Nhưng mà có một cái bà thiếu nữ nào đó lợi nói với em là phải hợp tác đi giải cứu ngài Thích Minh Tuệ. Rồi kêu giữa Phương Hằng và ngài Thích Minh Tuệ đó quay lưng lại để lật đổ chính quyền. Thưa em Nguyễn Phương Hằng, em nói thì ở đây người ta không cãi em, nhưng mà người ta thấy là chuyện không thỏa đáng. Tại sao cái người mà phản động đất nước như vậy, em là xưng mình là một người vì dân, vì đất nước, tại sao em không báo với cơ quan chính quyền ngay giờ đó để cho chính quyền cơ quan người ta lợi ta tóm đầu cái bà đó, để coi biết bà là ai, nằm bên cái tổ chức nào, để cho người ta lôi đầu những cái người mà phản bội đất nước, những cái người mà không xứng đáng làm con dân của đất Việt. Như vậy em mới là đúng. Tại sao em im lặng tới ngày 20 tháng 10 em mới nói ra sự này? Thì trong cộng đồng mạng người ta có cái chuyện nghi vấn là khi em nói động chạm gì thầy Thích Minh Tuệ rồi, thì bây giờ em quay xe thì em nói em không có quay xe, mà tại sao em mới nói em quốc là không chợt thì cộng đồng mạng nhảy tạch lên. Em cho cộng đồng mạng là cái con gì mà nhảy tạch lên vậy, em cũng hơi sai. Nên em mới nên nói như thế này: mình là một con người có tiếng, có danh dự trong cộng đồng mạng và có địa vị trong cộng đồng mạng, thì em phải nói làm sao dùng những câu cam ngôn mỹ từ để nói, để cho đừng có phiền lòng cộng đồng mạng người ta. Em nói người ta dễ tạch, tại vì cái lời nói của em nó không có chấm phết. Em nói đứt đoạn, em nói em không có liên tục thì người ta phải nhảy đành tạch lên rồi. Thầy Thích Minh Tuệ, ngài tu, khi mà ngài ra đời đó, bao nhiêu công an mặt thám người ta cũng theo ngài, người ta dọa dẫm hết rồi. Không phải tới mãi hôm nay ai muốn quy ghép ngài về cái tội gì thì cũng được đâu. Người ta lãnh đạo một cái quốc gia được, người ta phải lãnh đạo tôn giáo được. Quý vị làm sai thì sẽ có nhà nước người ta vô cuộc. Không phải người ta không đâu, người ta theo dõi ngài để làm gì? Theo dõi con ngài có chân chánh với đất nước không? Ngài có phải là con dân của đất Việt không? Ngài có phải tu cái hạnh Đầu Đà không? Tu cái hạnh Khổ Cực không? Không phải đến hôm nay mình mới quy chụp ngài. Nó thành thử ra mai mốt chị viên em ai mà đợi phản động nói hết, em cứ gọi ngay cho công an tốn cái đầu những cái kẻ đó đi. Như vậy mình mới là con dân đất Việt, mình mới yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu chủng tộc loại của chúng ta. Tại vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết: dầu chưa đủ tài lực đổ nương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta hãy gánh chánh, đừng làm điều gì sơ sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến các nước, đó là ta đã đền ơn cho đất nước Việt. Nếu gặp những người phản động mà lợi khiêu khích như vậy đó, em phải báo ngay cho công an biết, để người ta lại tốn đầu những cái kẻ đó, để dán cái miệng của họ lại. Chứ em hẹn tới người ngày 20 tháng 10 thì nó hơi xa, mà trong khi đó cái bà đó nói thì em đưa lên trên cái vô tiếng thì nghe không, chỉ nghe được cái tiếng nói của em thôi. Nó thành thử ra chị khuyên với em Nguyễn Phương Hằng: mình là một người yêu đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào rồi. Em đã nói em ở tù là vì dân, vì đất nước này kia, thành thử ra em phải báo ngay công an. Mai mốt em gặp tình cảnh đó, em hãy báo ngay công an để cho người ta khỏi có quy chụp mình, để cho người ta khỏi có mà đưa mình vô cuộc. Tại vì em nói là em nói em thầy Thích Minh Tuệ, cái em nói em quốc này kia, người ta phải nói là em nói ngay ổng rồi, ổng tu mà ổng đâu có làm gì em đâu mà phải quốc nó. Thành thử ra được rồi, cộng đồng mạng người ta bất mãn với em chỗ đó thôi, chứ không phải thành nhảy đành đạch để làm gì. Mà em dùng cái câu nhảy đành đạch thì nó hơi quá đáng. Nên mình là một doanh nhân thành đạt, lời nói của mình phải lựa lời tiếng dịu dàng, trong sạch thi thoát ra, đoan chánh thiện từ, tích thiện thì từ có phước dư, bằng tích ác quả hương đeo đắm. Chứ hơn thế nữa, điều thứ bảy: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý, rồi hãy phán đoán việc ấy để tránh cho kẻ khác chịu oan tình. Ai mà gài thầy Thích Minh Tuệ mà chịu oan thì ngài không có oan đâu, mà ngài mặc sát hết trơn. Tại vì ngài không có nói không trả lời, nói ngài cũng trả lời,
ai giết con thì con chết, còn nếu để con sống thì con đi như vậy, chừng nào con mãn quốc thì con chết thôi. Nó ngài đâu có làm gì mình đâu, phải không? Nên phải kính để ngài một bậc thánh nhân vĩ nhân. Thành thử ra em đừng có sợ, ở sau lưng ổng có ai, quý vị cộng đồng mạng đừng sợ, sau lưng ổng có ai, nhà nước người ta cũng theo dõi từ hành vi, từ cử chỉ của những người đó, từng hành vi cử chỉ của mình làm. Ở trong một cái quốc gia, người ta lãnh đạo được một cái quốc gia thì người ta phải lãnh đạo con người của mình được, chứ không phải ta không lãnh đạo được đâu. Nó rồi mình đừng có quy chụp ai là quy chụp, mà mình đừng có nói ai là nói. Nó còn cái con Lê Thị Miễn mà tao nói cho mày biết nè, mày là cái con á phản bội đất nước, bỏ đất nước đi chỗ khác, rồi bắt đầu mày cứ ga gã hoài, trong khi đó mày vừa người ta dùng đồng tiền để mua chuộc mày, tại mày ở nước ngoài nên nhà nước này không có còng đầu mày được. Mày ngon mày về Việt Nam đi, mày ngon mày về Việt Nam mày nói những câu tắc thiệt đó đi, coi nhà nước này ta còng đầu mày không cho biết nó. Chứ ở đó mà mày ga gã cái họng hoài, mày nói ông Thích Minh Tuệ này cũng có là phe đảng phản động này kia, thì mày ngon mày về mày tốt ông đi. Tại sao mày ở nước ngoài chi mà mày ga gã cái họng mày hoài hả? Có người người ta đánh mày rồi mày xin lỗi người ta rồi mày cũng chưa tởn ha. Nói mày ngon mày về Việt Nam á mày tốt ổng. Mày nói nhà nước ơi bây giờ ông Thích Minh Tuệ ổng vậy đó, đặng cho nhà nước người ta vô cuộc. Sao mày ở nước ngoài chi mà ra gã cái họng hoài vậy? Còn cái thằng Thích Tuệ Thận nè, mày chẳng phải là một nhà tu gì hết. Mày hẹn với ông Đàm Duy Hùng để trà đàm rồi mày phản bội lời nói của mày. Mày nói hồi ổng tiếp những kẻ miệng rộng này kia nọ. Ủa sao mày hẹn với ta mày không dám đập gặp mặt người ta đi? Tại tụi bay là cái thứ sắc sược, cái thứ sắc láo, cái thứ mà tu mà nói chuyện không đâu ra đâu hết trơn. Đó, đừng có nói là thầy tu mà nên chải cáo sứ giả của Như Lai ra đời, chạy xe ông ra ôm ăn như ngày xưa đi. Đó, mày với con Lê Thị Miễn là chung một nhà đó. Nhưng cái bữa bà Phương Hằng bà lên live stream cái bữa 13 tháng 10 thì bà nói gì Thích Minh Tuệ, cái bà nói bảo quốc là không trợ, cái mày nói ủng hộ bà Phương Hằng 100%, mày chưa biết bà nói ai mà tại sao ủng hộ là cái gì hả? Mày muốn kích động cho bà để bà chống phá lại thầy Thích Minh Tuệ, tại vì trong khi đó mày chê thầy Thích Minh Tuệ là mặc áo phân lô bán nền nè, rồi đạo đầu đường xó chợ nè, đạo ăn xin nè. Mày không là thằng ăn xin hả? Mày không ăn xin sao mày cạo đầu vô chùa để mày thọ dụng tiền bạc của tín đồ để làm gì hả? Bản thân mày có làm ra được đồng bạc nào không? Mày lội dưới nước mày lai chim nè, mày vô phòng ngủ mày lai chim nè, mày ra nghỉ trai mày lai chim nè. Nó mày là cái thằng sắc sược nhất ở trong đạo, mày là cái thằng sắc sược nhất, là cái thằng con dân ở đất Việt. Nó thành thử ra tụi bay là một cái lũ mà phải nói là cái lũ mà siêng ăn mà nhát làm, vô chùa để cạo đầu khỉnh gạt người đời ha, để kiếm ăn thôi, chứ thực chất tụi bay không có tu gì hết. Mày với con Lê Thị Miễn á, còn con Lê Thị Miễn mày có ngon thì mày trở về Việt Nam đi, mày tốn thầy Thích Minh Tệ, mày đừng ở nước ngoài mà mày gã cái họng mày hoài đó. Mày về đi coi nhà nước này còng đầu mày không cho biết. Xin quý vị cộng đồng mạng, quý vị nhìn thấu đáo lên, quý vị biết những người nào họ giả tâm như thế nào, họ lừa gạt cộng đồng mạng như thế nào nó, rồi họ quy chụp như thế nào, họ nói những cái điều gì chắc chở, họ quay xe như thế nào, người ta cũng đã hiểu rồi. Bây giờ cộng đồng mạng ta thông minh trí tuệ rồi, không phải mà người ta ngu đần để người ta nghe mình nói đâu, không đâu. Giữa hai cái làn trái chiều, một cái sự trái chiều mà người ta nghe được cái lời của mình, một cái sự trái chiều mà mình lặt đi lặt lại nó không có đúng với chánh pháp, nó không đúng với một cái lời nói của mình, thì người ta cũng phải là hủy bán mình, không phải người ta ngu. Nó thành thử ra quý vị đừng có bao giờ nói ông về tại thầy Thích Minh Tuệ rồi cháo chở lạc ngược, lạc xuôi. Ổng không làm gì hết. Nếu ổng có làm cái gì mà hơn sai thì nhà nước này người ta đã biết rồi, người ta đã hiểu rồi, người ta cũng vô cuộc rồi, người ta cũng cộng đồng mình rồi, chứ không phải mà để quý vị mà lên nói như vậy đâu. Và quý vị quy chụp người ta không được thì quý vị nói như thế này thế nọ này kia nọ. Thưa quý vị, quý vị nhìn kỹ đi, ai thật tánh ai người giả đạo người ta đã biết rồi. Dầu quý vị tốt thì người ta khen, mà quý vị có một sự gì đó
làm không được tốt thì người ta cũng phải chê mình thôi. Tại vì người ta khen được thì người ta phải hạ mình xuống được. Người ta nói được, người ta tôn mình lên được thì người ta phải kéo mình xuống được. Đó. Nên nó xây dựng hình tượng thì nó lâu lắm quý vị. Nhưng mà đập vỡ hình tượng thì nó mau lắm. Nó có thể một phút một giây nào đó mình sẽ đập vỡ những cái hình tượng của mình. Đó. Thành thử ra mình phải nói như thế nào, phải dùng những cái câu như thế nào để dựng cho mít lòng tất cả mọi người tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Mình gây gỗ với nhau là mình đã trái thiết từ bi rồi, không có xứng đáng làm người nữa. Thành thử ra từ ngày sắp tới, quý vị quay chụp thì quay chụp, nhà nước ta cũng theo dõi thầy Thích Minh Tuệ chứ không phải là không đâu. Không phải đợi gì em Nguyễn Phương Hằng nói hay là quý vị nói mà nhà nước mới vô cuộc đâu. Người ta đã theo dõi Thích Minh Tuệ từ đầu tới cuối. Nếu ông làm sai, nhà nước người ta cũng đã bắt ông rồi, người ta cũng quản chế ông rồi. Cái không cần gì mình phải nói. Còn cái thằng Tệ Thận đó, ta thấy mày không xứng đáng làm nhà tư sư đâu. Mày nên trả cáo sứ giả Như Lai mà ra đời mà ăn đi. Tại vì cái lời nói của mày thất thiệt. Mày hẹn với Di Hùng thì mày không đón người ta mà mày nói mày cho chó, có mấy con chó này kia, có mấy tổ ông này kia, ai lợi đó mày thì mày cho cắn thì kia. Ủa nhà sư gì kỳ vậy? Hả? Tu hành gì kỳ vậy? Tu hành người ta đem cái mạng của người ta để người ta bố thí ra cho quần chúng nữa. Còn cái tu hành gì mà đem chó cắn người ta, đem ông kích người ta, vậy là tu đó. Tụi bay là cái thứ tu hú, tu la. Nó bao nhiêu thần tu hú bây giờ nó bó miệng hết rồi. Chỉ còn cái miệng của mày ra gã với con Lê Thị Miệng. Đó. Mà hai đứa bay đó không có xứng đáng ở trên cộng đồng mạng mà nói cái gì trên người ta cũng không nghe. Toàn là mở mạng lên người ta chửi tụi bay thôi. Nhưng mà tụi bay không chịu sửa. Đó. Tu là sửa chọn ăn tình, tàu khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai cứu dân, Đức Phật Như Lai cứu dân qua khỏi nạn tai mũi này. Chữ tu chớ khá chảy chàng, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên. Ra đời xưng hiểu cùng điên, nào ai có gõ thần tiên là gì. Tới cái đạo Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ mà mày còn chê là cái đạo ăn xin, cái đạo ba đầu đường xó chợ nữa thì ai mà mày từ đó. Còn cái miệng của mình là nhà sư mà bố láo gì vậy đó, rồi làm sao, làm sao mà kêu người ta phải theo mình để mà tu. Tu ở chỗ nào? Mình tu á là phải như thế nào? Phật từ thiện như cách nào ta phải từ thiện như cách đấy. Phật tu như cách nào đắc đạo dạy ta, ta phải hành theo cách đấy. Mà những cái thằng sàm tăng như tụi bay đó thì tụi bay lật ngược chánh pháp chừng. Chỗ nào Phật dạy không nghe lời, tụi bay chỉ nghe lời theo cái tâm địa tụi bay để kiếm tiền mà ăn thôi, chứ không có nghe lời theo Phật chỉ như thế nào, tu như thế nào đắc đạo, rồi để dạy lại cứu giới quần sanh gì đối với quần sanh ta mang cái ơn các nặng. Còn cái bà nào mà xưng mà bà có sứ mạng đó, thưa quý vị nha, những cái kẻ xưng mà có sứ mạng, tôi đây là người có sứ mạng, tâm linh là có thật gì đó, thành thử ra quý vị đừng nên tin. Sứ mạng chỉ có vị Phật mới có sứ mạng lâm phàm dạy thế thôi. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ viết cái bài mà sứ mạng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình quyết định nên cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nên người có sứ mạng là những vị Phật, những vị tiên, những vị thánh mà lâm phàm có sứ mạng. Còn cái người phàm mắc thịt như mình, còn vợ, còn chồng, còn chưa có trong sạch thì đừng gọi là sứ mạng mà mang tội nha. Đó. Đừng gọi mình là người ở đỉnh cao nào hết trơn. Cái đỉnh cao nào rồi nó cũng phải đứt dây, cũng phải gớt thôi. Chỉ có Phật mới đắc quả rồi là không thối chuyển, không gớt. Còn cái người phàm của chúng ta, dầu có ở một cái đỉnh nào đi nữa vẫn gớt như thường. Ai mà không chết đi thì người đó mới có ở đỉnh không cao. Còn mình chưa có phải gọi là đỉnh cao đâu. Nên mình đừng có tự xưng. Xưng thì xẹp, mà linh thì ham linh, ham nghiệm, sợ em ăn nghèo. Lựa cho phải cột, phải kèo, phải dây, phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân tránh khỏi lâm khổ hình. Nó nên đừng có gì tự xưng nữa. Bà nào, ông nào tôi thấy cũng xưng quá độ. Chưa có thành cái gì trên, chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc, là tự mãn kiêu căng thôi. Nên Đức Phật Thích Ca nghe nói giải thoát là đạo Thích Ca, mà cầu sinh lại lục là ma dạy người. Ai mà nói ta đây, ta đây, ta đây là ma dạy người, chứ không phải là Phật dạy mấy ông mấy bà. Đó. Nên đừng có xưng.
mình chưa đắc quả thì mình đừng dội phong chức cho mình, mình tự vẽ bùa để mà đeo thôi, chứ không phải là chừng nào mình đắc quả thì mình mới có sứ mạng lâm phàm chạy thế đó. Như Đức Quỳnh Giáo Chủ dạo Quýt Minh Tệ của mình, Đức Quỳnh Giáo Chủ chứng nhận ngày Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển tăng hình sát ta. Tôi đã nói nhiều rồi nên lập lời cho quý vị sơ sơ quý vị nghe thôi đó. Nên được một vị Phật mà chứng nhận thì cái người đó không phải là chuyện đơn giản. Mà ông đi như vậy, nếu mà có cái người ở sau giật dây ông làm những chuyện gì phá rối đất nước thì đã có công an vô cuộc rồi đó. Lúc nào công an người ta cũng phải vô cuộc hết, để người ta coi mình có phản đất nước không, có làm gì thất thiệt không thì người ta chấn chỉnh mình, chứ không phải không có đâu. Quý vị đừng có quy ghép người ta, đừng có quy chụp người ta gì. Nên mình gắng sửa thân mình đi, mình sửa mình cho tốt đi rồi hãy sửa người ta. Rồi thành thử ra quý vị nên nhớ rằng mình á sống với một cái quốc gia thì mình cũng phải giúp sức. Ví dụ giờ cái bà đó lỡ mờ em báo cho công an trốn cái đầu ba liều, như vậy đó người ta quan nghênh em là cái người em nói em vì dân vì nước vì dân tộc vì tổ quốc Việt Nam, em phải báo ngay cho chính quyền người ta lỡ thật tốt cái đầu của bà đó. Chứ em để tới ngày hôm nay em mới nói ra thì chính quyền người ta biết bả là ai. Mà em đưa cái mặt bả lên cũng không rõ ràng, mà lời nói của bả không rõ ràng, chỉ nghe được cái tiếng của em thôi, thì làm sao mà công an ta vô cuộc ta bắt bả. Nó cái bữa đó em mà em quay bả được thì em phải điện cho công an, báo cho công an ta lợi ta chọc cái đầu bả đi. Như vậy đó em cũng có tiếng ở trong mà dưới nhà nước nữa. Tới mãi hôm nay mình mới nói thì sự nó đã muộn rồi. Thầy Thích Minh Tệ bây giờ là ai muốn gặp ổng cũng đâu phải là muốn gặp là gặp đâu. Đâu phải dễ đâu. Cả nước ngoài ta về ta đảnh lễ mà. Có người bên Úc, bên Mỹ, bên này kia, nhiều người ta nói tôi đi tự mển về đây cũng không có gặp ổng nữa. Tại vì không có phước cũng không có gặp ổng được nữa. Chứ không phải giỡn đâu. Muốn gặp một vị thánh nhân, một bậc vĩ nhân, người chúng ta ở miền Nam Việt Nam ta có phước lắm. Nên ta có Phật ra đời là Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Mẫu trong 2600 năm. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ ngài Diên Tịch, cái hạnh đầu đà này ngày xưa của Ma Ca Diếp mà Đức Phật Thích Ca truyền thiền lại cho Ma Ca Diếp truyền thiền về sau đó, thì bây giờ ngài đang tu tập thôi chứ ngài nói ngài chưa có phải đắc quả gì hết đó. Ngài còn cũng là khiêm nhượng như đức thầy của chúng tôi nè, ngài là Phật rồi nhưng mà thầy cũng khiêm nhượng, là thầy nói ra đời dạy dỗ anh em xem qua bận gác đem vào lòng. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Sửa sang là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh gõ gàng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh hết phàn nàn số căn. Nó mạnh tâm sư cũng khắc măng, khóc măng, đắc khô nảy một gõ lòng hiếu nhi. Mặc ai ngạo bán khinh khi, phần ta những chữ từ bi độ đời. Nó muốn xem được Phật từ trời thì là phải gánh nghe lời dạy khuyên. Nó quý vị thấy không? Ông chẳng có nói một câu nào xúc phạm đến ai hết. Như em Nguyễn Phương Hằng, khi ngài Thích Minh Tuệ ra đời, em cũng chưa có cúng cho thầy Thích Minh Tuệ được một hộp cơm nào, mà ngài cũng chưa có nhận của em một hộp cơm nào hết. Ngài chưa có biết mặt em là ai, tại vì ngài đâu có coi trên cộng đồng mạng đâu. Nó em chỉ coi em biết là ngài thôi. Nó lúc đó em còn đang ở trong kia thì em cũng đâu có cho ông được hộp cơm nào đâu. Nó phải không? Mà em nói thì ngài tu mà có cái gì đâu mà phải đi giải cứu ông, thì em nói câu đó đúng đó. Ông có làm gì đâu phải đi giải cứu ông, nhưng mà em phải gọi liền cho công an để tốn đầu cái con mẹ đó. Đó tại sao lúc đó em không gọi, để tới mãi hôm nay em mới gọi, em mới nói. Thành thử ra chị Phương, em mai mốt em gặp tình cảnh em cứ báo liền cho công an đi, mà em được danh dự trong cái nhà nước không chừng người ta còn phong tặng em nữa. Đó bây giờ ai sai thì mình nói sai, mà ai đúng thì mình cho người ta đúng. Đó tại vì bây giờ trên cộng đồng mạng á, giữa thầy Thích Minh Tuệ và em là có hai cái địa vị rồi, nhưng mà hai địa vị khác nhau. Ngài Thích Minh Tuệ có một địa vị là ngài Hoằng Dương Chánh Pháp, còn em có địa vị là em ban vui cứu khổ cho những người người ta kém may mắn. Thì người ta đã ở trên cộng đồng mạng người ta đã tung hô em rồi. Khi em ra khỏi T30 thì em đã ai với Quỳnh Phi Dũng cúp hai. 25 tỷ cho người ta đã tôn dương hai vợ chồng em lên tới tột đỉnh rồi. Không phải người ta bỏ công lao của em đâu. Cái công lao của mình không bao giờ người ta bỏ. Nhà nước người ta vẫn ghi công, mà xã hội người ta vẫn biết tới em. Nó
cần thì mình phải nói nhiều. Nhưng mà hôm này chị nghe cái câu của em nha, đây là lần thứ hai em nói. Em nói từ ngày sắp tới em sẽ lo cho gia đình em không lên live stream nữa. Em nói em giữ lời đi. Nếu em giữ lời được như thế này, trên cộng đồng mạng người ta sẽ hoan nghênh em là một người phụ nữ tuyệt vời. Còn nếu em lên mà em gai gã nữa thì hai luồng ý chiếu tiếng là trái chiều. Một người thì người ta thích, người ta đưa em lên. Còn người ta không thích, người ta quay xe với em. Chuyện đó là chuyện thường. Nhưng mà em đừng dùng cái câu nhảy đành đạch là em sai đấy. Người ta con người chứ đâu phải là con gì đâu nhảy đành đạch. Tại vì mình nói mà không có đúng, thành thử là người ta phải nhảy. Chứ đưa công người ta nhảy à. Xưa gại em ra khỏi tù bắt bao nhiêu người ta đứng ngoài đường ta đợi em mà. Em thấy mình cũng hãnh diện rồi. Mình cũng kêu hãnh được một phần nào đó rồi. Nó đâu phải là con quên em đâu. Mà em nói em dùng cái câu nhảy đành đạch là em cho người ta con gì mà nhảy đành đạch. Em nói câu này hơi xúc phạm với cộng đồng mạng. Nên phải chấn chỉnh lại. Mình là người có địa vị rồi. Đừng nói là mình ở đỉnh cao thì không đúng nữa. Đỉnh cao cái gì? Đỉnh cao ở đâu? Đó. Mình là người có địa vị thôi. Địa vị giàu hay địa vị mà làm từ thiện được thì mình có địa vị rồi. Thì đừng nên nói những cái lời mà xúc phạm đến cộng đồng mạng, xúc phạm tới nhà tu. Tại người ta không có động phạm gì tới mình, người ta không chọc gì tới mình hết, thì đừng nên xúc phạm đến người ta. Em nói nước sông không phạm nước giếng thì câu này đúng đó chứ không sai. Nhưng mà em đừng phạm tới ổng đi thì không ai phạm tới em. Đó. Cũng như chị nè, thí dụ bây giờ chị xúc phạm em thì em có quyền xúc phạm lại chị, nói vậy đó. Thì cãi với nhau hoài thì nó cũng vậy thôi. Nên thưa quý vị cộng đồng mạng, theo tôi hiểu á, theo tôi biết á, thì cũng có nhiều người xúc phạm thầy Thích Minh Tuệ chúng ta rồi, nên cũng bị trả quả rồi. Thành thử ra tôi ở đây bữa nay xin khuyên với quý vị cộng đồng mạng là đừng bao giờ xúc phạm đến những người người ta chân tu hành chân chánh. Nếu các ông ấy dạy điều chánh lý ta khá dân lời đó. Còn người ta dạy không chánh lý thì mình bỏ ra ngoài tay, đừng nghe. Nhưng mà tôi thấy từ gốc ông ra đi tới giờ mấy tháng nay là tôi thấy ông chưa bao giờ nói những câu gì thách thiệt, những câu gì mà không đúng với chánh pháp của nhà Phật. Còn những anh sàm tăng của mình thì lật ngược giáo lý của nhà Phật hết. Hả? Quý vị cũng thấy rồi. Nên trốn Phật cảnh chánh tăng kẻ tới quý vị cũng thấy rồi. Ta ra đời nên mới đổi thay quý vị cũng thấy rồi. Hay là khắp thế giới liên dây hòa hảo quý vị cũng thấy rồi. Nói bây giờ những lễ ông thánh ông thần bây giờ nó đông một cái khi rồi quý vị lượng khách có thể lên 4 lần, quý vị thấy không? Nó bây giờ người ta đã chọn rồi, chọn nơi nào đạo chánh vượng thờ thì mới được thanh sau câu quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành thì quý vị cũng đã thấy hết rồi. Nó quý vị cũng trở về nội tâm hết rồi, quý vị không bị lừa nữa, quý vị không bị gạt nữa. Nó quý vị phải không? Phải nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn đi quý vị. Quỳnh Phi Dũng nói là mình phải thờ tổ tiên ông bà mình thì đúng chứ không có sai. Chỗ đó Quỳnh Phi Dũng nói rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà nhiều khi người ta không có nghĩ tới, người ta nghĩ là ta đem tiền vô chùa, ta cúng chùa là ta có phước. Mà mình đừng dội nói người ta, bây giờ mình xem lại việc làm của mình, hành động của mình. Tôi thấy những cái người mà muốn mượn danh của Đức Phật ngày xưa đó, họ trong chùa của họ toàn là hình tượng của họ không, chứ chẳng phải là hình của Phật. Má. Tham chi giả tạm của tiền như kim vào lưới xích xiềng chói thanh, tính xong món nợ lằn thanh thoát dòng cương tỏ mới pháp thanh nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức lượng bàn, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Nên quý vị hãy trở về nội tâm đi. Má. Mình làm được chuyện gì mà tốt cho xã hội, cho đồng bào, cho chủng tộc thì quý vị nên làm. Chứ đừng bao giờ mà chỉ chích tay nữa hết. Mình lo sửa mình đi. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân. Lóng tai nghe bỏ tiếng đờn, không dây không khuyến quán hờn cũng không. Đờn tây rồi lỡ đờn đông, chắc trong bát tánh mà gặp xong quên nguồn. Tại mình ở trên kia mình xuống cũng gốc người, thượng đế xuống trần. Khi mình thấy một cái dòng sông mát mẻ quá thì mình lại gặp xong rồi mình quên cái nguồn của mình từ ở đâu đến. Nên bây giờ mình phải trở về nội tâm. Má. Mình phải tìm lại cái nguồn của mình. Con người không thể hai đạo, đời không thể tắm hai dòng sông cùng một lúc. Mà tôi thấy quý vị bây giờ mượn dòng sông Phật quảng cáo những thiên đường thì nhiều quá. Đó. Quý vị nói mình là đạo nào, dỗ người xin tên tôi là Phật giáo hòa hảo nhưng mà theo ông ta không. Má.
rồi quý vị xin này kia kia. Nó xin lỗi quý vị nha, đời Hạ Ngôi Mạch Tặng này tôi báo quý vị chỉ có ba ngôi chánh nhà mặt thôi, một là Phật giáo, hai là Cao Đài giáo, ba là Thiên Chúa giáo thôi. Má, còn ông nào mà tự xưng á thì ông phải nhìn lại coi ông đó làm có đúng hay là không. Đó, một cội xanh ba nhánh đi nhau. Đó, đó. Thành thử Long Hoa Tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Tôi thấy có những người xưng là sau này về mở hội Long Hoa, xin lỗi quý vị không có vé đâu, quý vị không có vé mở đâu. Chỉ có Đức Phật mới có quyền mở thôi. Nhưng mà hội Long Hoa này là Phật Di Lặc xuất thế anh hùng Quan Âm ứng hiện tương phùng bá gia, chỉ có Phật Di Lặc với Đức Quỳnh Giáo Chủ xuống để mở hội Long Hoa thôi. Còn những cái thằng nào mà xưng mà nó không có được về nước Việt Nam, quý vị đừng có tin. Những kẻ đó là lừa quý vị thôi, người ta gạt mình thôi. Xưng mà ai nói không được nó, nhưng mà làm được hay là không là chuyện khác nữa. Nó quý vị thấy đi, nó bây giờ quý vị nhìn đi, bây giờ cái ông nào tu đúng thì mình theo người ta, ông nào tu sai cứ luyện ông đó xuống ống cống đi. Nó nhưng mà phải bài trừ tiệt để cho quân chúng tín đồ nhà Phật để xa lánh những cái người mà là giả trá giả manh gì đó, chứ đừng có ngủ ghen mà tới mày lợi chùa tao, thầy tao này, thầy tao này kia. Tại mình là một cái pha u mê rồi bắt đầu mình mới lừa người khác u mê theo mình nữa thì không có được. Mình phải nhìn kỹ lên, thấu đáo lên. Đức Phật cho mình có cái trí tuệ để nhìn má, thành thử là mình phải nhìn rồi mình theo cho đúng thì mình mới có phước, mà theo sai thì mình lại là thất phước. Thành thử ra từ ngày sắp tới quý vị hãy làm theo cái hạnh của Đức Phật. Quý vị thấy rồi, năm canh thìn nhiều chặn gió mưa. Quý vị thấy cái năm canh thìn này nè, bão cũng nhiều nè, sụp đất động đất cũng nhiều nè, cái việc gì nó cũng nhiều hơn cái năm canh thìn khác trên. Cho nhân loại trăm cây cùng ngàn đắng. Nó thành thử ra quý vị hãy nhìn đi, rồi bắt đầu mình nghĩ đi, cái cuộc đời của mình đời nay mỏng tợ mà thưa, phiên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Tức là Đức Phật, Đức Thầy ra đời, Hạ Bút Thần là thơ đã đề khai rồi, không có còn mà sai chuyển nữa. Nên mình còn tu thôi quý vị, hãy tu gấp gấp lên, hãy tu lên để mình làm cái gì, để mình sửa tâm của mình, để có dịp đến Long Hoa cầu Phật, trước biết rõ lượt trời thượng phạt, cùng ngũ duyên nghe Phật pháp diện mộng, mới kiến diện được chân sư tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen, đời lắm như ma du phấy gối. Đó, thành thử ra mình phải còn tu thôi quý vị, tu để mình cứu cha mẹ dòng họ tổ tiên mình. Người ta có nhiều người nói thầy Thích Minh Tuệ là không có xứng đáng làm con, để bỏ cha bỏ mẹ. Quý vị nói sai rồi. Cái người tu đó, người ta phải ly ra các ái như vậy. Như ngày xưa Đức Phật Thích Ca, ngài cũng bỏ hoàng hậu ma gia dòng vua tịnh phận như vậy. Nhưng mà khi mà người ta đắc đạo, cái trở lại cứu vớt cha mẹ người ta, cứu hết dòng họ tổ tiên người ta tới bảy đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu, giúp cho đối dạng mây mù những vàng bắt thối công khu vuông tròn. Chứ nếu mình ở đây mà mình khò hoài vậy, mình đâu có đắc đạo để mình cứu vớt cha mẹ mình. Nó khi ngài đi tu ấy, ngài cũng xin cha mẹ ngài để lại 100 cây sầu riêng cho cái ông em bút đó, lấy cái đó làm kế sinh nhai để nuôi cha mẹ. Nhưng mà cô dâu thì không làm tròn, thằng em bút thì nó bạc nhược quá. Nhưng mà cái chuyện đó của hai người đó, còn ngài đã làm xong hiếu đạo rồi. Nó ngài đi, khi mà ngài đắc quả, ngài sẽ trở lời cứu vớt cha mẹ của ngài, chứ không phải là ngài bắt hiếu đâu. Mình không biết gì thì đừng vội phán đoán người ta. Nói thành thử ra Đức Phật ngày xưa ngài là sắp sửa làm một ông vua, nhưng mà ngài bỏ hết để rồi, bỏ hết tất cả để rồi có tất cả. Nếu mà ở đây khư khư mà giữ của hoài thì làm sao mà đắc quả được, làm sao mà trên thế giới này cả 2600 năm người ta dành ca tụng của ngài. Nó mình làm được không? Nó mình phải noi theo trí đức của tiền nhân ta để lại hầu làm cái trí tuệ minh mẫn, đặng đưa nhau đến con đường giải thoát. Nó quý vị thấy không, chứ không phải đi mà phải chi ngài phụ bạc cha mẹ ngài, mà ngài bỏ ngài đi ăn chơi cá tán này kia, cái đó ngài có tội. Có ngày ngài xin với cha mẹ để đi tu, để giải mã cho cuộc đời của mình, để khi nào đắc đạo trở lại cứu vớt cha mẹ và cứu vớt tổ tông cái bảy đời đó. Thành thử ra ngài không phải là bất hiếu. Quý vị đừng có nhìn lấy cái chỗ này mà quý vị quy chụp ngài hoài. Tôi thấy cũng có nhiều người nói câu này, nhưng mà quý vị nghĩ đi,
Nếu ở nhà mình phụng dưỡng cha mẹ mình hoài thì mình đắc cái quả gì cũng vậy, bắt quá đắc cái quả thánh rồi, quả tiên thôi. Chỉ có Phật về cực lạc mới là hết khổ, mới cứu được tổ tiên dòng họ của mình. Nói thành thử ra quý vị không hiểu thì đừng quy chụp người ta cái kiểu mà bỏ cha bỏ mẹ. Người ta không bỏ, người ta bỏ mà người ta đi tu, người ta có thể sau này ta trở lại ta giới. Còn mình bỏ cha bỏ mẹ mà mình đi ra đời ăn chơi này, giật dọc này, cát tán này, làm cho xã hội dậy sóng lên này, cái đó mình mới có tội. Nên quý vị hãy nhìn cho rõ lên. Rồi Đức Huỳnh Giáo Chủ viết bài khuyên người giàu lòng hướng thiện, hãy kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gia cho rồi, đến lâm thành khổ của ta với định Phật bà cũng giết dùm cho. Nó hay là nói lên quý vị hãy mở hồ bao ra bố thí. Bây giờ mình không có nhiều, mình cứ cho tiêu quý vị. Chừng nào mình có nhiều nữa thì mình cho nhiều. Nó quý vị phước nhỏ đừng bỏ, ác nhỏ đừng làm. Rồi quý vị thấy đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành. Nó mình làm chuyện nhỏ rồi lâu ngày nó sẽ thành cái chuyện lớn. Nó thành thử ra thưa quý vị, quý vị hãy tiếp tục khai thông nền đạo đức. Nếu quý vị thấy rồi, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, năm ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Đức Thầy cũng cho quý vị biết hết rồi, đã cho mình biết hết rồi, thì đừng kiêu căng tự mãn nữa. Dầu mình giàu đi nữa, mình có giúp đỡ người ta được thì ở trên cộng đồng mạng người ta cũng đang khen thưởng mình, chứ không phải người ta bỏ mình đâu, người ta không tôn mình đâu. Còn mình có cho đi nữa thì đừng tự mãn, đừng kiêu căng, đừng tự phụ. Cái đó mới gọi là người thánh nhân. Còn mình cho người ta mà xá mạ người ta rồi kiêu căng tự phụ thì cái đó, cái phước của mình nó còn lợi ích lắm quý vị. Thí dụ giờ quý vị cho 10 kg gạo mà gặp bà già mà không nổi, quý vị đem tới nhà ta nó sẽ tăng lên 1 kg. Còn quý vị để người ta giác mà người ta xỉu đó thì cái 10 kg gạo nó sẽ còn là 7-8 kg. Thành thử ra quý vị hãy cho thì đừng phát phiếu, đừng cho người ta đứng đợi ngoài nắng này kia. Quý vị hãy nhìn cái mảnh đời nào đau khổ đó, quý vị đem tới nhà người ta, quý vị cho thì công đức mình nó sẽ tăng lên đó. Tại vì cái căn công đức đó là rất là chính xác quý vị. Mình có công thì được thưởng, mà có tội thì người ta chừng thôi. Không có là không có dùng tiền bạc mà để mua cái tội được, hay là không có dùng tiền bạc để mà phục hồi cái địa vị của mình được, trong khi đó mình đã làm mất đi cái uy tín của mình thì không có thể phục hồi được. Nên thưa quý vị, xin từ ngày sắp tới đó quý vị đừng quy chụp ai nữa hết. Còn những cái lũ sàm tăng thì quý vị nên bài bắt họ để giảng dạy, chỉ ngõ cho chính đồ quần chúng người ta xa lánh những cái người đó. Tại vì họ siêng ăn mà họ nhát làm, khi mà họ ra đời nó không biết một người có bao nhiêu tỷ nữa. Nó quý vị thấy không, trong khi đó mình mằn đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có nhiều người ta kiếm chừng vài triệu mà ta đi mằn vốn còn không được nữa, còn vô đó thì khỉnh gạt người đời, tay thì phân phát nhận tiền, miệng cười te tét như nông dân được mùa, không biết mảnh đời đau khổ người ta. Quý vị thấy không, chùa am được gỡ chớ lầm là nơi danh lợi nhược thầm thế gian, quý vị cũng thấy hết rồi đó. Cái chùa am này cắt ra đi, nhược thầm thế gian là nhược khách thập phương đó quý vị. Ông thánh ông nói thì không có sai đâu. Đó. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ tôi cho biết là đốt chùa Phật lớn, chùa cao bối rối mà làm cho đạo đức siêu.